Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng xả hết kho ha, còn gì em xả hết rồi nghỉ vài bữa anh em. Chợ hàng về khi nào có hàng thì bán tiếp ha. Hiện tại thì hàng hóa nó rất là ít nha anh em. Đó, dẹp hết trong kho luôn, thanh lý rẻ luôn ha. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người cho giúp em. Thì đối với bên em á, sẽ có hai hình thức giao dịch. Anh em mình chuyển khoản đối với đơn trên 100.000 thì em sẽ bao ship. Còn đối với những cái đơn nào mà dưới 100.000 anh em mình muốn chuyển khoản á, thì cộng thêm giúp em 15.000 nữa ha. Còn trên 100.000 thì chuyển khoản đủ thì em bao ship. Còn trường hợp còn lại là ship code thì anh em mình nhận hàng thanh toán cộng với cái tiền hàng và tiền phí giúp em nha. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người đa những sản phẩm ha. Búa, cà lê, mỏ lết rồi nè, anh em cũng đã thấy đầu sản phẩm rồi. Đầu tiên thêm vô cho mọi người những búa ha. Bộ kéo chứ, đầu tiên là một cái bộ kéo trước. Một cái bộ kéo gồm có 4 cây, giá 40.000 ha. Đây, hình thức của mình 4 cây này thì cát còn ngon hết nha. Hàng còn rất là đẹp, anh em mình về mình xài thu công, xài đăng gia đình ok hết ha. 4 chiếc kéo đó. Có con cây này nó dài tới 22 sang nè, lưỡi đẹp hết nha anh em. Hàng bãi nhật thép không rỉ hết ha. T1 40.000. T2 một cây cái búa đầu trụ. Cây này thì nó nặng 250 gram. Đầu trụ đóng thép của Nhật ha, cán gỗ, giá 40.000. T2 ha, 40.000 cho cái búa này, nó dài, nó dài được là bao 29 sen ha, dài được 29 sen. T2 40.000. T3 cũng vậy nha, giống nhau. Con này thì đầu búa cũng còn đẹp này. Nặng 250 gram ha. Nặng 250 gram. Cây này cũng 40.000 ha. T3 40.000. T4 cũng vậy nha anh em. Là anh em mình mua về xài rất là sướng ha. 40.000 một con, hàng bãi nhật, ngoại hình còn đẹp. T4 40.000. T5 thì cái này nó có cái đầu nhọn này ha. Đây đây mình gõ sỉ luôn được. Cán của mình là cán bằng thép nha. Cán của mình là cán bằng thép, có một đầu nhọn đây nên mình gõ sỉ luôn rồi ha. Và sau này nó có một cái chui này để nên mình mở ốc ha. Cái này thì nó nặng tầm khoảng là 300 gram. Dài được là 25 sen. T5 50.000. T6 cây mở ốc 17 ly ha. Đây, một cây mở ốc 17mm ha, của hãng River. Thiết kế kiểu chữ T như thế này ha. Một găng tay 20 sen nha. Chiều dài của mình là 20 sen. T6 cây T mở ốc 17, 40.000. T7 một cây khóa vặn đen. Anh em mình thấy nó mở được rất là nhiều ốc trên này ha, hai bên. Này của hãng Nai nha, hãng Nai hàng nội địa đúc khuôn. Đây, thiết kế kiểu dáng như thế này, dài tầm khoảng là 20 sen. T7 cây mở ốc đa năng này. T7 30.000. T8 một cây cờ lê mở ốc 32 ly của thương hiệu KTC. Cái là cờ lê lực ha, 4.8 kg FMET của hãng KTC. Thiết kế như thế này. T8 giá 80.000, mở ốc 32 ha, ốc bự. T8 80.000. T9 một cây khóa của Sanky, số của mình là số 21 ly và số 23 ly. Tóc xi thôi chứ còn đầu vẹn rồi còn ngon lành ha. Tóc xi thôi, nó dài tầm khoảng là 33 sen nha, hơn một gần rưỡi tay của em này, dài hơn 30 sen. T9 30.000. T10 là một cây khóa 14 ly ha, đầu miệng đầu vòng 14mm đó, đúc khuôn, dài tầm khoảng 18 sen. T10 giá 10.000. T11 một cây khóa 17 ly, 17 ly ha,
đậu của cũ thôi chứ xài còn ngon. T11 20.000. Mỡ ốc 17 ha, T11 20.000. T12. T12 một cây cần tự động. 40.000, 3/8, không có chữ hàng bãi. Hoạt động ok hết ha. Đó, hoạt động ok, đảo chiều thì mình xài cái núm chắn 3 này. T12 40.000. 3/8 đường kính 9.5 nha. 13 tương tự. Đó. Đó, hoạt động ok hết ha. T13 40.000. T14 cũng vậy ha. Y chang mọi luôn. Hoạt động ok. 3/8 hết nha. 3/8 hết. T14 40.000. T15 3/8 luôn. Cái này thì của hãng Tút. Đây. À, của hãng Tút ha, có thương hiệu rõ ràng. Đó. Tút ha. Rồi con này T15 ha. T15 70.000 ha, của hãng Tút 70.000. T15. T16. Mình chuyển xem. T16 là một bịch đó. Bịch khẩu ha. T16 bịch khẩu. Đó. Bịch này rất là nhiều thông số luôn. Nặng 2 kg, gần 2,5 kg anh em. Nặng gần 2,5 kg. Đây, em lấy ra đây quay cho dễ mọi người nè. Bộ này là bộ khẩu 1/2. Đó, và nó đầy đủ khẩu luôn nha anh em. Đó, lớn nhỏ rồi đều có hết. Rồi đầu tiên của mình nè. Em sẽ đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 khẩu. 20 khẩu nha, ở lớn nhỏ rất là nhiều luôn. Đây, đầu tiên của mình là một con KTC 10 ly nè. Đó, KTC 10 ly. Rồi, một con SEK ha, CK thép alloy 11 ly, 11 này, 12 ly này. 12 ly này là của ông Tút, hàng rất rít nội địa. Rồi 13 ly là của Tone. Mà 14 ly là của ông KTC. Đó. Bộ này là đầy đủ hết ốc cho nên mình dạng luôn ha. 14 rồi tới 17. À, 17 của ông Tone, 17.5 của ông Top. À. Rồi, bên này là 15 nè. Đó. À. Ha, 15 rồi. Con này là 19 nè. 20 nè. Đó. À. Bộ này đầy đủ hết nha. 21 nè, 22 nè, 23 nè. Không thiếu số nào luôn anh em, số liên tiếp luôn. 23 rồi tới 24 nè, 26 nè. 26 rồi tới 27 nè. 27, 29 nè. Rồi còn bự nè. 30, 32 nè. Đó, hàng nội địa hơn nhật hết nha. Đó, và lớn nhất của mình là 36 của KTC. Thì bộ khẩu này là bộ khẩu 1/2 hết nha. Cùng có 20 chi tiết và nặng gần 2,5 kg. Đó, giá 450.000. Đó, 450.000 ha. 450.000. Mã số của mình. Mã số của mình là C16 nha. Đây, C16 giá 450. Ghi lại cái mã số đó ha. À, mã số là T16. Rồi T16 giá 450.000 nha anh em. Đây. T16 450.000. Rồi. Đâu? Quay lại T17 thì giờ mình bắn lẻ từng khẩu này cho anh em mình xài lẻ này. T17 một khẩu 1/2 nha. Ở con này thì nó để là serum vanadium này 22 ly, đầu còn đẹp. T17 20.000. T18 là một khẩu 19 ly của Koken. Đó, một khẩu 19 ly ha của Koken. Đó, 20.000. T18 của hãng Koken.
T19 20.000, một con khẩu 22 ly của BTC giao dịch nội địa. Đó, 22 ly. Rồi T20. T20 là một con khẩu của thằng FBC. Đó, đây giao ben này. 22 ly. Đó, 22 ly, 1/2 hết ha. Rồi tiếp theo là 21. T21 là một khẩu 21 ly của thằng KTC. 21 ly của KTC ha, T21 20.000. T22 một khẩu 27 ly của Tone. 27 ly của Tone ha, 20.000 luôn, T22. T23 một khẩu 21 ly của Tone. Khẩu 21 ly của Tone ha. Khẩu này còn đá đẹp ha, khá là đẹp luôn, cũng 20.000, T23. T24 một khẩu Koto của Koto này, Koto là hàng nó xuất châu Âu anh em. Con này 21 ly. 21 ly ha, T24 20.000. T25 một khẩu 21 ly của Tone. Một khẩu 21 ly của Tone, T25 20.000. T26 một cái kéo cách tôn. Cái này nó còn rất là đẹp nha, lưỡi nó còn nguyên zin, dài được 20 cm. Một chữ rõ ràng. Lưỡi thì nó quát thế này. Lưỡi còn đẹp. Và giá 40.000. T26 40.000. T27. Cái này cũng vậy, mũi cong, con này nó dài hơn, giá 40.000 luôn, mọc chữ bên này. Đây dài 21.5 22 cm ha. T27 40.000. T28 thì cái này nó cắt theo kiểu sóng tôn nha ha. Đó, lưỡi nó còn đẹp này. Đó, vỏ ta cầm T28 50.000. Dài 25 cm. T28 50.000. T29 thì cái này nó bự nè. Con này là bự, lưỡi nó còn nguyên zin luôn. Đó, chưa có mẻ, chưa có râm vậy ha, logo một chữ rất là nhiều. Đó, T29 con này 100.000. Bự lắm anh em. Bự. Dài tới là 35 cm ha. Đó. T29 100.000. T30 một cái kìm cắt kẽm, cắt cầm lực ha. Đó, con này size 450 của hãng Hit. Đó, con này thì nó cắt được kẽm tối đa là 8 ly ha. 8 ly. Đó, lưỡi cắt nó còn đẹp này. Là em mới đánh vệ sinh hết rồi. Anh em vừa xài thôi, hoạt động trơn tru. Đó, đa dài được 45 sang anh em. 450. Đó, cắt kẽm được 8 ly. Cái này 230, T30 ha, 230, lưỡi cắt nó còn đẹp này. Anh em ha, không có mẻ biết gì ha. Rồi T31 cái này nhỏ hơn, cái này của hãng Hit. Ngoại hình thì nước sơn còn đẹp. Tại cầm thì nó thiếu một cái bọc cao su bên này. À, con này giá 150. T31 ha, thì con này nó cắt được 7 ly. Đó, made in Japan này nên không? Lưỡi cắt còn đẹp này. Đó, chúng ăn bãi giờ là rất là ngon rồi. Này nó mày mày mẹ nó mày một tí như thế này không ảnh hưởng gì, lưỡi cắt rất là dài. Đó, giá 150 T31 ha. T32 con này siêu to khổng lồ nè. Nặng 2 kg mấy lận. Của hãng Hit con này là nó cắt tới là 10 ly luôn nha anh em. Nó cắt được cộng B40 cộng kiểm tới 10 ly lần, lưỡi cắt còn đẹp nè anh em ha. Đó. Của hãng Hit luôn. Con này size 600 nha. Đó, size 600 mm, size bự nha. Đó, con này giá 380 giúp em nha. Ngoại hình thì nó cũ cũ thôi chứ xài là ngon lành hết. Đây. Ha. Đó. Cắt 10 ly nha. 10 ly T32 380. T33 33 thì cái này nó nhỏ nhất. Cái này size 300 của MCC, nó cắt được là 5 ly nha anh em, 5-6 ly vậy nè. 5 ly nha, nó cắt được là 5 mm. Đó, nó cắt được kẽm 5 ly. Đó, thì anh em mình mua về cắt kẽm 5 ly ha. Đó. Con này thì em để giá 120, T33 ha, dài 30 cm. Gần rưỡi tay game ha. T33 giá 120. T34 một cái bộ lục giác của KTC. Bộ này đầy đủ, nó chỉ có một cây 10 ly là nó của hãng khác thôi. Và cái đầu của mình là đầu hai đầu lục giác hết. Còn lại là những con của KTC là nó làm một đầu bi này và một đầu lục giác ha. Đây, hãng KTC nha anh em. Đó, KTC. KTC thì rất là ngon rồi. Thì cái bộ này thông số của mình là nó gồm có là 1.5 này, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ha. 2 này, 3, 4, 5, 6, 8. Và lớn nhất của mình là cây 10 ly. T34 100.000. T35 là một cái mũi khoát. T35 một mũi khoát 30.000. Cái này nó khoát mũi phi 50.
Đó, đầu và mũi khoét của mình là nó còn đẹp hết, không có bị mẻ đen nào hết ha. Chung người ta xài rồi nhưng mà lượng rang cỏ là còn ok. Đó, nói chung là nó cũng có mòn thôi chứ cũng không có vấn đề gì nha anh em. Anh em mình về mình khoét ha. Chui gắn cái này chui tròn T35 30.000. T36 thì con này nó bị mẻ đen này 10.000. Đây nó cũng bị mẻ mất một khe rang ha. Đây anh này ha, mẹ một khe rang này. À, đây là tiếp là bị mẻ ha. T36 10.000 con này nó của Japan này, nó phát phi 30 nha. Phi 30 bị gã hai rang ha. T36 10.000. T37. T37 của mình là một cây sà cài. Một cây sà cài ha 80.000. À, cây này size của mình là 360 mm ha, nó dài 36 cm nha anh em. À, gần hai găng tay của em, dài 36 cm ha. À, 36 cm thì cũng khá là dài. À, cái này thì em để giá là 80.000. T37. T38, một cái kìm củi của Fujiya size bự. Cái này thì em cũng đánh cước hết rồi, anh em mình về mình vệ sinh lại thôi chứ còn không có bị rỗ riết hết ha. À, đây, nó dài 21 cm. À, rang kìm nó nói chung là còn đẹp hết nè. À, đúng không? Dài 21 cm, cái này em để giá 60.000 của Fujiya nha. Đó, 60.000 về nên mình vệ sinh thêm, chung hoạt động là ok hết rồi. Đó, T38 60.000. T39 cái này 50.000, nó dài được 18 cm. Của ông Victor để cổ trơn tru hết rồi, cái này thì em cũng có lau dầu qua sơ rồi. Đó, hoạt động là trơn tru. Ren kìm nó còn ok hết ha. 50.000 cho cái dài 18 cm nha. Cái dài 18 18.5 gì đó. T39 50.000. Rồi T40 cũng vậy, cái này thì của Nike. Đó, Nike ha. Pasquale 50.000 luôn. Đó, bên này nó có đầu kẹp rất là hay ha. Ren kim còn đẹp, dài 18 cm luôn ha. Đó, dài 18 cm. T40 50.000. T41 cái kìm cắt của con K3, cái này thì nó bị lủng lỗ đến này thôi chứ còn lưỡi cũng còn ok nha. Đó, của K3 này, logo con ngựa giá 20.000. Con này nó dài 16 cm nha anh em, dài 16 cm, vỏ rồi còn đẹp. T41 20.000. T42 con này cũng vậy, lưỡi cắt trên này rất là ngon nha, nó bị mẻ cái đầu lên thôi, không có vấn đề gì hết, sử dụng rất là ngon, rất là bán. À, vỏ rồi còn đẹp, giá 20.000. T42 ha. T42 20.000. T43. T43 cái kìm Pro. À, cái này thì nó rỗ rỗ cái này ha, nhưng mà sử dụng còn ok. Giá 10.000, dài 16 cm luôn ha. Một cái kìm Pro của Hosan. Đó, T43 giá 10.000. T44 cái kìm cắt cái này thì còn rất là bán nha. À, cắt rất là ngọt luôn. Em mới để giá là 40.000 nè. Dài 16 cm, lưỡi còn đẹp. À, vỏ nó còn ngon lành hết ha, nên là giá của mình là 40.000. À, mã số là T44. Tiếp theo T45. T45 là một cái kìm nhọn của hàng Fujiya ha. Cái này thì cũng ok, vì anh em mình cho tí rửa bãi dầu nhớt cho tí nữa. À, đây là phần chi tiết đang kìm. À, con này thì nó dài 13 cm thôi nha. À, con này thì nó ngắn hơn so với những con kia nữa, nó dài có 13 cm thôi. À, 13 cm, mà con này của Fujiya này giá 20.000. À, T45 ha, 20.000. T46 cây kìm bằng, cây này là nó dài 16 cm. Đó, em thấy nó lắm lắm để kho chứ còn anh em về vệ sinh thì vỏ nó cũng còn ok này. Đó, đây hoạt động ngon lành ha. Đó, ngon lành. Con này thì của hãng Denko. Denko là một hãng chuyên về kìm điện, do zin nội địa Nhật thì nó nằm bên trong. Ren kìm nó ok ha. Đó, rồi con này dài 16 cm, em để giá 3. À, con này mã số của mình là T46. À, con này đen cua vỏ đẹp này giá 50.000 ha. Đó, anh em về vệ sinh thôi nó còn rất là đẹp luôn, lưỡi cát đồ là ok hết ha. T46 50.000. 47 một cái kìm kìm gũi 40.000. À, cái này của Kai 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 dài 18 cm. Đó, hoạt động trơn tru rồi, anh em mình về mình lau dầu mình vệ sinh lại thêm thôi. Đó, dài 18 cm nha. 40.000. T47. T48. T48 cũng vậy nha, cây này thì của thằng Maruto 1050. Đó, lưỡi cát còn khít này. Đó, về anh em mình cho thêm tí dầu nhớt vào. Đây là chi tiết ren kìm bên trong của mình, nó ren kìm nó cũng đẹp này. Dài 18 cm nha. Đó, những cái kìm nguội 40.000 ha, T48 40.000. T49 cây kìm nhọn giá 20.000 của thằng Orion. Orion ha. Đó, mũi đầu mũi nhọn nó cũng đẹp nè anh em ha. Đó, đầu đẹp. T49
T49 20.000, T50 cái này là còn đẹp nè, anh em về vệ sinh thêm thôi. Đó, đây lưỡi cát đồ ngon lành ha. Đó, có cái phần kẹp cái này nè, này có IRK này, Japan cho zit nè, lưỡi cát là ok hết nha anh em ha. Đó, nên cái này em để giá là 50.000, T50 ha, 50.000, dài 16.5 sen. T51 đây con này là đẹp nhất đăng bài của thằng Mary để cổ đó, nên không mạch kim nữa mới đánh cước thôi, rất là đẹp, rang kim cũng ngon lành nè, đó ha, hoạt động là ngon lành trơn tru. Và cái này thì nó dài nha, nó dài tới 22 sen là dài tới 21 sen nha anh em, 21-22 sen kim bự. Rồi con Mary kim ngụy này T51 ha, 80.000. tiếp theo T52, một con kìm bro, bro ha, con này thì nó dài được là 20 sen ha. Đó, nó có cái phần nắp nhựa đây nên mình kẹp nó, những chi tiết nó không bị trai. Đây made in Japan này. Đó, cái này em để giá 40.000 ha, 40.000. T52, T53 thì cái kìm bro dòng ngụy, cái này thì nó còn đẹp nè, ren kìm nó còn ngon lành. Ren kìm nó còn ngon lành. Con này là nó đến từ thương hiệu là hãng Trimat, bro thì hai nắp ha, dài 21 sen nha, 21 sen. T53 giá 50.000. T54 em có một cặp giũa, cặp giũa này giũa, hình của mình là hình tam giác như thế này ha, nên mình về mình giũa kim loại, giũa sát, giũa gì giũa hai chiếc 30.000 ha. Chiều dài của mình nó tầm khoảng găng tay ha, 20 sen. T54 30.000 hai chiếc. T55 T55 là một cái cụ, một cái gì ta, một cái dụng cụ để anh em mình bóp tay. Đây cụ để bóp tay, nó so bạc không ngon này. Cái này 10.000. T55 ha, 10.000. Tiếp theo T56, một cái bộ lục giác nhỏ ha, từ 1.5 cho tới là 6 ly. Đó, nó ngắn thôi, nó dài tầm khoảng là 7-8 sen thôi. Bộ lục giác giá 20.000 ha, từ 1.5 này cho tới 6 ly. T56 20.000. T57 là một cái cuộn thước da 50m của người ta Tajima, dòng này là dòng engineer ha, sợi da bên ngoài thì anh em mình thấy nó dài thôi chứ còn bên trong rất là đẹp nè. Đó, chữ số là anh em thấy rõ ràng, chữ số rất là đẹp, made in Japan, 50m của Tajima, sợi da thép ha, sợi da thép đó, quay vào 50m. Cuộn này thì em để giá là 250, mã số là T57 ha. Ghi lại cho mã số. Rồi T57, con này giá 250. Tiếp theo T58. T58 thì một cái vít nhỏ. Đây, cái này thì của Ruby BH0 nha, đầu vít BH0 rất là nhỏ nha, đầu vít rất là nhỏ nên mở mình tiết nhỏ ha, giá 10.000. con này nó dài tầm khoảng là 23 sen ha. T58 10.000. theo T59 thì đây một cái con mở ốc bự giá 20.000. con này là cái đầu đóng điếu ha. Đầu ống điếu nó mở ốc 10 ly của vừa sale nè. Đó, mở ốc 10 ly của vừa sale. Đây, vừa sale này nè, không? Con này mở ốc 10 ly nha. Con này T59. Cây mở ốc 10 ly này giá 30.000, T59 ha, 30.000. T60. T60 thì con này nhỏ hơn, con này là mở ốc 7 ly. 7 mm ha, cũng của vừa sale luôn nha anh em. Đó, đầu lục đầu điếu mở ốc 7 ly giá 20.000. T60 ha, những con này nó đều dài tầm khoảng là 22-23 sen ha. T60 20.000. T61. Con này thì nó mở ốc 9 ly. Con này mở ốc 9 ly ha, của Vercel luôn. Vercel. Rồi, anh em nào thích con mở ốc 9 ly này, mã số của mình là T60. T61 nha, con này giá 30.000. T61 ha, 30.000.
T61 30.000. Tiếp theo T62. T62 thì cái này mở ốc 5.5 này. Cán của mình là những con kia là cán gỗ, còn con này cán bằng nhựa cứng ha. Cán bằng nhựa cứng của Vercel này, mở ốc 5.5. Giá 20.000, T62 ha. 20.000. Đây, đầu mở ốc 5.5 ha. T62 20.000. T63. Cái này một cây giống như là cây nải vậy đó ha. Của KTC. KTC ha, cái này thì nó dài cũng tầm khoảng là 20 cm. T63 20.000. Rồi T64. Qua cho mọi người mấy cây mẫu LED. Đầu tiên một cây mẫu LED của SK11 này. Cây này ngầm rất là đẹp luôn anh em. Này, nhưng mà cái này nó bị cứng cốt này, em xử lý hoài mà nó không ra nên mình về mình có thời gian thì mình xử lý ha. Đó. Chứ còn cái này nó còn mới lắm nè anh em thấy không? Mưa ngầm nó không có bị loe luôn á, mới tin này. Đó, và con này thì nó có hãng SK11 nữa. Đó, 300mm ha, giao dịch tiêu chuẩn nội địa Nhật cũ này. Thép của mình là thép alloy. Đó. Con này thì anh em mình thấy nó còn rất là đẹp này, nhưng mà cái ngầm nó bị cứng này, nên là em thanh lý cho mọi người về mọi người xử lý ha, giá 100.000 cho size 300 nha. Đó, con này đẹp lắm, mới tin nè. Ngầm rồi nó chưa có xài luôn á. Này. Ngầm được mới tin, không có bị loe lét gì ha, còn sọc luôn. Nên là T64 giá 100.000. T65 cái này cũng vậy, cái này thì nó cũng bị cứng cốt này, nó môi ngầm nó anh em thấy còn đẹp nè, anh em mình về mình xử lý ha, đó nó bị cứng cái phần con lan này, không có quay được. Con này thì của Lotter này, thì tôm hùm này cũng đẹp nữa ha, đó nước xì đường trắng non à, thép CRMO giống như nội địa Nhật của hãng Lotter Made in Japan, size 200 thì nó dài 20 cm và độ mới ngầm của mình là 25 ly, con này thì nó bị cứng nên giá 30.000 ha, T65 30.000 về anh em mình xử lý ha. T66 tương tự cũng vậy, đó môi ngầm nó đẹp nè. Đó anh em thấy không? Bị cứng cốt này, đó, xử lý không được. Đó, con này thì nó đến từ thương hiệu lăng hăng Asahi, giao dịch nội địa Nhật cũ này, size 200 luôn. CRMO Japan. T66 30.000. Rồi, giờ T67 thì giờ mình qua con này ok này, hoạt động là ngon lành hết rồi, em vệ sinh nó ra hết rồi. Con này anh em thấy môi ngầm nó kít trịt luôn, chưa xài. Đó. Con này thì của hãng Toyota nha, đó, Toyota Moto này. Hàng nội địa Nhật Japan. Đây, hoạt động nó trơn tru hết rồi nha anh em. Đó, hoạt động trơn tru rồi, mưa ngầm còn đẹp. Rồi con này em để giá 50.000 nha, đã hoạt động ngon lành T67 50.000. T68 vậy. Cái này thì anh em thấy này, mưa ngầm nó gần như chưa xài luôn á anh em. Đó, mới tin luôn, nhưng mà bên này thì nước xi của mình nó bị tróc xi này. Đó, Japan này, giao dịch nội địa Nhật cũ này của hãng Super nha. Đó, anh em thấy không? Ngon lành, đó hoạt động ok nha. Lại thì lý ra rồi, động chạy nó ngon lành, làm đẹp. Con này thì em để giá 50.000 nha. T68, T69 một cái hộp đục mini dài tầm khoảng là 12 cm, 12 cm nha. Đó, đây 5 chi tiết đục ha. Anh em mình đục cay, đục nói chung là những cái nào là đục mỹ nghệ, dùng đi khác mỹ nghệ luôn này ha. Linh tinh lăng tăng, thằng đi Nhật ha, cắn đồng gỗ. Rồi cái bộ này em để giá 20.000 cho 5 chiếc ha. T69 20.000. T70 là một cái thục cái băng me bị hư, anh em mình về mình lấy cái chi tiết gì mình lấy được mình lấy ha. Đó, giá 20.000 thôi. Đó, nó đo được là 100 tới 125 này. Nhưng mà nó đang bị hỏng như này. Đó, quay hoài nó không có chạy nha. Đó, nó bị đó, nói chung là anh em mình về mình lấy được cái phụ kiện gì đó mình lấy. Chỉ có 20.000 thôi. Đó. Nó không có chạy nữa ha. Đây. Đó, anh em mình lấy gì mình lấy. Hãng Mitutoyo anh em, hàng nội địa Nhật này. Đây. Của NSK chứ. Này, sao zip nội địa này. Giá 20.000 ha. À, về anh em mình lấy xác ha. T70 20.000. T71. T71 là một cây cái cống anh em. Cái này cái cống ha. Cái còn ngon lành chung mà. Không có được cái thôi. Đây. MCC cái ống phim 7 này em đặt thử cho mọi người xem rồi đó. Sáng thì em lấy cái ống ở nhà thử. Cái cũng được nha. Nè. Đó, bác ha. Đó. Đây. Các ok hết nha anh em. Sai sai các được hết ha. Không vấn đề gì hết. Đó, các ấm còn ngon lành. Đây, lưỡi các cái này. Đây, nói chung là nó không có giống như những cái hàng nó ngon, những cái hàng này hàng thanh lý thì nó không có được đẹp, không ngon ha. Bằng nhôm của MCC nha. Các cũng ok. Thì con này nó các ống phi 27 trở lại, em để giá 80.000. Và mã số là T71 ha. Đây, T71
80.000. T72 một cây kéo bướm. Đó, một cây kéo bướm ha, con này là nhiều viện nên mình mài thêm. Đó, lưỡi nó bị răm răm như thế này thôi. Chữ mọc chữ đồ ok này. Đó, đây, mọc chữ nè. Đó. Cái bướm ha, cái này thì anh em về mình mài lại giúp em nha. Về mài lại. Cái cũng còn ngọt lắm anh em. Mà thép thú nhật ha. Con này thì cái bướm này nó dài được 17 cm nha anh em. À 17 cm. À, con này là T72. 351 kg. Rồi T72 ha, cái bướm này giá 100.000. T72 100. T73 cây cờ lê đôi chuột. Đó, cây này là số 21 và số 17 ha, của thương hiệu Super. Đó, Japan này. Đó, hoạt động ngon lành nha. Đó, tạo chiều. T73 ha. T73 giá 60.000. T74. 74 thì cây này bự nè anh em. Này là 32 và 36 nha. À 32 và 26. Japan ha. 26 và 32. Rồi T3, con này là 26 và 32 ha. À, của top ha. Top Japan này bự lắm anh em, dài hai gân tay của em nè. À, nó dài tầm khoảng 45 cm á. Con này em để giá 150. Quá trời bự luôn. T74 150. T75. Con này thì 17 21 luôn. Đó, si trắng, tróc si nhưng mà hoạt động ngon lành. Đó. Chuột 17 21 luôn ha, 60.000. T75. 17 21 60.000. T76. T76. 60.000 luôn. 17 21 luôn nha anh em. Hoạt động ngon lành, đảo chiều. Đảo qua. T76 60.000 luôn. Rồi T77, con này số nó bự hơn tí. 19 21 ha. 19 21 của Super. Con này hoạt động ok hết luôn. T77 60.000. T77 60.000. T78 một cây món đất răng size bự nha, size 450 của KTC. Đây KTC ha, giao dịch nội địa Nhật, size 450 nha. Size 450 này thì cái độ mở ngầm của mình nó mở được tầm khoảng là 89 cm nha, cụ thể là gần 9 cm á. Đó, dài 45 cm, size 450 của KTC nha, một lít khủng. Con này em để giá 250 nha. T78 250. T79, con này nhỏ hơn của KTC luôn. Con này size 200. Size 200 mm ha, giá 80.000. Đó, đây. Ngầm được ok hết ha, ren cỏ nó còn ngon là hết cho nên mình xài. Con này thì nó mở được là tầm khoảng là 36 ly. Và 6 ly ha. T79 80.000. Đây. T79 ha. T79 80.000. T80. Một cây mỏ lết cán nhôm. Cây mỏ lết của cán nhôm của MCC ha, đó, rồi so bạc là ok này. Đó, hoạt động nó sai ra sẽ vô ok hết. Đó. Thì con này nó mở tối thiểu là 13 ly nha anh em, này nó có để nè. Size 350 nha, cán cái bằng nhôm ngầm bằng thép, cầm khá là nhẹ nhàng. Đó. Cáp từ 1/2 cho tới 11/2 ha. Thì 1/2 là 12.7 ha, anh em mình mới ấp tối thiểu là 13 ly. Còn cái 11/2 thì để em lấy cái thước em đo luôn cho nó chắc cho nó nhanh. Đó, mở được tầm khoảng là 45 ly nha. Đó, mở tối đa 45, tối thiểu là 13. Cán nhôm. Đó. Con này giá 150, T80 ha, 150.000, size 350 nha anh em. Đó, size 350, giá 150, T80. T81 cũng vậy, nhưng mà con này thì nó bị chết cái lò bạc, cái lò xo bạc nó bị hư rồi nè. Đó anh em ha. Nhưng mà mở được ok nha. Đó, size ra thì đó, size ra sẽ vô ok hết, không có vấn đề gì hết nha. Ren cỏ cũng ok hết. Thì con này cũng như con kia thôi, nhưng mà nó bị hư cái lò xo bạc ha. Lò xo bạc con này thì em để giá 100.000. Đó. T81 ha, 100.000, size 350 luôn nha. T81 100. T82
T82 thì con này thiết kế cái này này ngon lành ha. Đó, mỗi lít khí của nó đó, cái ngàm nó như thế này ha. Của hãng Hit size 350 luôn, cán hợp kim nhôm ha, aluminum. Rang cỏ đồ còn đẹp nè. Đó, em vệ sinh nó hết rồi, anh em mình chỉ việc về xài thôi. Đó, đây. Thì con này cái ngàm của mình nó mở được 6 sen nha. Ngàm mở được là 6 sen tê. Con này em để giá 200.000 ha, T82 200.000. T83. Đây là con của Đức cho nên mình sưu tầm. Đó, loại thông thường này, cán nhôm. Này của Rothenger này, Roberger này của Đức nha. Đó, của Đức. Đó, con này xe 350 luôn nha, loại thông thường. Đó. Đây, rèn cỏ được ngon lành ha. Của Đức, cán nhôm mà cầm khá là nhẹ nhàng này, cái này nên mình sử dụng ngon lành. Xe 350 nó mở ngàm được tầm khoảng là 7 sen nha. Mở được tầm khoảng là 7 sen tê. T383 nha, con của Đức này 280, size 350 ha. T83 280. T84. Đây một con khổng lồ này, con này nó nặng tới 2,2 kg luôn. Một con 450 của thằng Lotter. Đây, anh em mình đang thích cái hàng của Lotter thì mình chốt ha. Này, size 450 này của Lotter dụng tôm hùm. Đây, ngàm rất là bự nha. Đó. Thì nãy là con KTC 450, giờ con Lotter 450 ha. Con Lotter này thì nó nặng hơn nha, nó nặng tới 2 kg mấy, là nó ngàm nó mở được gần 100 ly ha. Nó gần mở được là 10 sen á, T84 208. T85 cũng vậy nha, con này của Mitsu 450 luôn nè. Đó, rất là nặng nha, những con này là nó nặng hơn 2 kg nha anh em, nặng hơn 2 kg. Đó. Ren cỏ đồng đẹp. Này nó mở chắc được tầm 80 90 nè, đó tầm khoảng 80 ha. Mitsu rất là nặng nha, rất là chắc luôn. Mitsu thì rất là trâu bò. T85 208. T86. Con này thì size nhỏ hơn, size 300 mm ha. Nhưng con này là cán bằng sắt đó nha anh em, sắt thép hết ha, của MCC. À, size 300. Em vệ sinh hết rồi, anh em mình về mình lau dầu một quả thôi. Hoạt động trơn tru. Mở được tầm khoảng 6 cm. T86 giá 108 cho size 300 ha, 180.000 cho size 300 mm. T87 cũng vậy nha, 108 luôn, hai con giống nhau. Đều MCC ha, sáu xích nội địa Nhật này, 300 mm hết. Hoạt động nói chung là anh em yên tâm, em vệ sinh hết rồi. Về mình xài thôi. T87 108 MCC luôn ha. Rồi, T88. Con này của KTC nhỏ nữa này, giống như con đầu tiên á, cũng 80.000 luôn. Ren cỏ rồi, nói chung là còn đẹp hết. Mình yên tâm mua về mình xài. Cái mẫu lít nhỏ nhỏ này mình mở ốc cho gia đình cũng ngon lành ha. Mở được từ gần 40 lần á, bự ha. T88 giá 80.000. Rồi mã số cuối cùng T89 thì một con mẫu lít cán nhôm là thông thường, nhưng mà cái này thì cái chốt nó thay thế bằng ốc rồi này ha. Đó, vẫn hoạt động ok nhưng mà nó lò xo bạc rồi không có được. Không có bạc được ha, tại vì nó dạng ốc, nhưng mà anh em mình mở mình xoay mình kịp mở ốc là ok hết ha. Đó. Đây. Hoạt động luôn nó cho một ok. Đây, mở được là 7 sen nha, cán nhôm size 350, con này là của Hit luôn ha. À, cán nhôm này cầm khá là nhẹ nhàng. 350 thì nó mở rất là bự ha. Rèn cỏ. Đây nó chỉ bị thay cái ốc ra thôi. Còn hoạt động ok. Giá 130 nha, T89 giá 130. Rồi thắng xin kết thúc clip tại đây ha. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo.